chúa tể muôn năm, chúa tể vạn tế, vạn vạn tế. Cảm ơn các ngươi nhiều lắm. Nhờ các ngươi mà chúng ta đã liên tiếp chiếm được rất nhiều hành tinh trong đa vũ trụ. Nhưng đáng tiếc, sức khỏe của ta đã già rồi, đến lúc ta phải nghỉ ngơi. Ta muốn truyền chức chúa tể cho một trong các ngươi. Không, không, thưa chúa tể, ngài là vị lãnh đạo duy nhất và tuyệt vời nhất của chúng tôi. Chúng tôi không muốn ai thay thế ngài cả. Ngài hãy cố gắng tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Được rồi, các ngươi trật tự đi. Ai cũng muốn chúa tể tiếp tục lãnh đạo chúng ta. Nhưng thật sự ngài ấy đã mệt mỏi rồi. Đến lúc hãy để ngài ấy nghỉ ngơi. Kính thưa chúa tể, ngài có bệnh gì trong người à? Hôm nay sắc mặt của ngài rất kém. Hãy mau nói cho chúng tôi biết đi, để chúng tôi tìm cách chữa trị cho ngài. Ôn cha chi tay tình, chúa tể của chúng ta có lẽ bị bệnh già mà thôi. Thưa ngài, để tránh chuyện không hay xảy ra, ngài hãy nhanh chóng chọn người thừa kế để giao binh quyền đi. Ôn cha chi tay tình, ngươi nói cái gì vậy? Chúa tể còn đứng sờ sờ ở đây mà. Thôi các ngươi đừng cãi nhau nữa, ai rồi cũng sẽ già. Mọi chuyện đến lúc cũng phải chọn người kế thừa mà thôi. Hả? Chúa tể, ngài không sao chứ? Mau, mau, cấp cứu cho ngài ấy. Nhanh lên, nhịp tim của chúa tể chúng ta bắt đầu giảm rồi kìa. Chết tiệt, đã ngừng đập rồi. Mau, dùng cách điện để hồi phục lại nhịp tim. Cứu sống chúa tể, nhanh lên. Binh quyền là của ta, ta là cánh tay phải đắc lực của chúa tể, kinh chi tai tành. Bây giờ ngài ấy đã nằm xuống, ta sẽ là người thay thế ngài ấy điều khiển binh lực. Cách mồm, chúa tể chưa qua đời mà ngươi đã âm mưu muốn chiếm binh quyền rồi. Thứ xấu xa như ngươi, ta sẽ không để cho ngươi như ý đâu. Ngươi nói cái gì? Ta sẽ giết ngươi đầu tiên nếu ngươi dám cản ta. Bình tĩnh đi chi tay tên. Và úp lấy chi tay tên. Hai cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy? Chúa tể vừa mới bệnh nặng thôi mà, sao hai cậu lại tranh giành với nhau chứ? Ôi cha chi tay tên, cậu đừng xen vào chuyện này. Thứ khốn kia chi tay tình kia, tôi đã nhịn nó từ lâu rồi. Hôm nay tôi phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Chết tiệt, tình ức rầy khốn kiếp, ta cũng nhịn hết nổi ngươi rồi. Hôm nay chúng ta một mắt một con đi. Có ta thì không có ngươi, có ngươi thì không có ta. Không, dừng lại đi hai cậu. Khốn kiếp, phải làm sao đây? Chỉ còn cách phải đánh thức lại chúa tể. Chỉ có chúa tể mới ngăn chặn được bọn họ mà thôi. Chúa tể ơi, chết đi. Thứ chi tay tình đáng ghét, nhiều lần ngươi dám mách lẻo những chuyện nhỏ nhặt của ta với chúa tể. Chúa tể trừng phạt ta, hôm nay ta phải đòi lại tất cả từ ngươi. Đúng vậy, ta muốn mượn tay chúa tể thu tiêu ngươi từ lâu lắm rồi. Ngươi nói cái gì? Không ổn rồi, chúa tể, ngươi phải ngăn chặn chuyện này lại. Anh sẽ không bao giờ có được binh quyền đâu. Ta có chết cũng kéo theo mày. Cuối cùng ta cũng sắp thực hiện được mong muốn của mình rồi. Này, tình hình chúa tể của chúng ta như thế nào rồi? Báo cáo Ôn Cha Chi Tê Tạch, nhịp tim của ngài ấy đã được chúng tôi cho đặt trở lại, nhưng rất yếu. Ngài ấy hiện tại đang hôn mê rất sâu. Chết tiệt thật. Chúa tể, ngài có nghe tôi nói hay không? Hãy mau tỉnh dậy đi. Này, toàn bộ binh lính chi sâu đó, các người lắng nghe đây. Kể từ nay ta sẽ thay thế cho chúa tể thống lĩnh các ngươi. Các người phải nghe lệnh dưới trướng của ta. Hả? Sao các người không trả lời? Bộ các người không nghe rõ ta nói cái gì à? Ta nhắc lại một lần cuối, chúa tể đã lâm bệnh nặng, không biết khi nào tỉnh dậy. Ngài ấy đã trao binh quyền cho ta, kể từ nay ta sẽ chính thức thống lĩnh các ngươi. Ngươi không có quyền thống lĩnh được bọn ta đâu. Bọn ta đã có chủ nhân mới rồi, và ngày ấy ra lệnh cho bọn ta giết chết ngươi. Cái bọn chết tiệt này, các ngươi nói cái gì? Ngươi khổ kiếp, rốt cuộc ai là chủ nhân mới của các ngươi? Không lẽ là hắn? Tên khổ kiếp của cha chi tây tịnh đó, hắn trông có vẻ thiệt lành nhưng sao thâm độc thế? Đúng, chính là ngày ấy. Trong thế giới chi tay tình này, chỉ còn ngươi là cái gai trong mắt của ngày ấy mà thôi. Ngươi phải chết thì ngày ấy mới trở thành vị chúa tể mới được. Cái gì?
Tại sao? Tại sao hắn lại đối xử với ta như vậy chứ? Ôn trà, chỉ tại tên ta có thần ma, cũng không tha cho ngươi. Không, không, dừng tay lại. Lũ binh lính chi sâu đồ, các ngươi đang làm cái quái quỷ gì vậy? Bọn ta chỉ đang cố giúp ngươi một tay, loại bỏ một cái gai trong mắt của ngươi mà thôi. Lũ chết tiệt này, đừng ngậm máu phun ngươi. Ta không hề sai bảo các ngươi ra tay giết ai cậu ấy. Rốt cuộc, kẻ nào mới là kẻ đặt sai khiến các ngươi? Ngươi thật sự muốn biết à? Vậy thì bọn ta sẽ cho ngươi chầu Diêm Vương, để chính Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết ngươi sẽ khiến bọn ta là ai. Chuyện tới này không phải là tên ôn trà khổ kiếp đó. Mày rốt cuộc ai định hãm hại ta hả? Không lẽ là... Chết đi, lũ phản bội này. Này, một rầy chi tới tình, cậu không sao chứ? Ta thật đáng chết. Ta chỉ biết tranh giành quyền lực. Còn nghĩ cậu là kẻ hãm hại ta nữa. Nhưng thật sự, chúng ta đã bị mắc bẫy rồi. Rơi vào cái bẫy độc ác của hắn. Cậu nói cái gì chứ? Rơi vào bẫy của hắn. Mày rút cuộc, hắn là ai? Hắn chính là chủ tệ của chúng ta. Cậu hãy chạy đi, chạy thật xa đi. Không thể nào. Chủ tệ của chúng ta là một tay tình tốt bụng. Ông ấy còn đang thập tử nhất sinh, không biết khi nào tỉnh lại. Sao có thể là ông ấy chứ? Tôi phải đi làm rõ chuyện đây. Đừng giết chúng tôi. Chết tiệt, mình tới chậm một bước rồi. Khốn kiếp, kẻ nào đang dám lộng hành ở nơi đây? Người không tới trễ đâu, mà người tới rất đúng lúc. Và có lẽ người tới được đây là người đã giết chết những kẻ cần phải giết rồi đúng không? Chúa tệ, kinh chi tái tình. Ngài tỉnh lại rồi hay sao? Không đúng. Ngài không hề bị bệnh nặng, mà tất cả chỉ là cái bẫy do ngài đặt ra. Tại sao ngài phải làm như vậy? Để ta kể cho ngươi câu chuyện về cuộc đời của ta. Ta khác với các ngươi, ta không sinh ra từ cha mẹ, mà ta là hợp thể của ba tái tận Camera, Speakerman và TVman. Cơ thể của ta có một điều khác lạ, chính là mỗi lần già đi, ta chỉ cần hút một lượng tỷ của chính đồng loại mình thì ta sẽ hồi sinh và trở nên trẻ trung lại. Ta đã làm điều này rất nhiều lần rồi, nhưng lần này ta muốn tự các ngươi giết chết lẫn nhau để ta không bị mang tiếng xấu. Cái gì chứ? Chúng tôi đều là thuộc hạ con cháu của ông. Tại sao ông lại coi chúng tôi giống như công cụ để ông lợi dụng, thực hiện mục đích trẻ mãi không già của ông chứ? Đã lúc rồi, ta sẽ giết luôn ngươi và tất cả chuyện này sẽ chôn vào dĩ vãng. Lão già đáng ghét kia, đã lúc kết thúc những chuyện xấu xa ngươi đã làm suốt mấy thập kỷ qua rồi. Là Úc Ray Chí Tây Tinh. Cậu chết rồi mà, sao cậu có thể sống lại? Hắn không phải là Úc Ray Chí Tây Tinh đâu, mà hắn chính là God Chí Tây Tinh, một thuộc hạ trước đây của ta. Ngươi tới đúng lúc lắm, ta sẽ thanh trừ luôn tàn dư như ngươi. Chết tiệt, chúa ta, ông dừng lại đi. Ông đừng làm như vậy. Này, tên ngu ngốc kia, ngươi không cần phải năn nỉ hắn. Hắn chính là một con quái vật kinh chi tai tạch trường tồn theo thời gian. Đây cả ta chính là con ruột của hắn, mà hắn còn muốn giết chết đi hút tỷ thì nói chi là ngươi. Mà kiếp một rác rưởi này, tao sẽ nhai đầu hết chúng mày. Chết tiệt, hắn mạnh quá. Không ổn rồi. Vậy thì ta sẽ liều mạng chết chung với ngươi. Này, ủa cha chi tai tình, mau đâm thủng cơ thể của ta, sẽ xuyên vào nội tạng của hắn. Làm đi. Không, dừng lại. Không lẽ tất cả đều là sự thật hay sao? Bây giờ mình phải làm gì tiếp theo đây?